Dùng đất này vốn không phải của Việt Nam. Nó là căn khẩu quốc của ông Mạc Cửu, hay còn gọi là Hà Tiên, vì giang hồ đồn rằng thường có tiên xuất hiện bay lượn trên sông. Mạc Cửu vốn là người Hoa. Khi nhà Minh bị nhà Thanh đánh sụp, ông ta lên thuyền chạy tuốt về phía Nam, vô tình lọt vào xứ này. Nó vốn là đất của Campuchia, Chân Lạp. Nhưng vua Cam tên là An Su cho phép Mạc Cửu tùy ý sử dụng, chắc tại lão lười khai phá. Đặc sản miền Nam là gì? Đó là cá sấu. Với nhiều đầm lầy và rừng ngập mặn, ngày xưa chốn này từng là nhà của hàng ngàn con thủy quái đủ kích thước và cực kỳ hung dữ. Trong tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi có kể về câu chuyện câu cá sấu bằng mỡ người. Gần đây trong chương trình Man vs Y của Bear Grylls, cũng phải công nhận Việt Nam là nơi nguy hiểm nhất mà anh từng đi. Sự âm u, hiểm trở, điều kiện sống thiếu thốn, các mối hiểm họa đe dọa, rắn độc, thú dữ, bệnh tật, lạc đường ở trong rừng sẵn sàng đánh gục ý chí sinh tồn của bất kỳ kẻ non kinh nghiệm nào. Những khu rừng ở Việt Nam như U Minh Thượng, U Minh Hạ chỉ có các tay đi rừng lâu năm, những lão tiền bối am hiểu về rừng mới dám dấn thân vào. Chưa kể là mũi nhiệt đới lượn du du như máy bay trân châu cảng. Bữa mình đi An Giang, nhìn cái đám mũi đêm mà toát mồ hôi lạnh. Chúng nó đoàn kết bu lại chích, không sốt rét thì cũng sốt xuất huyết. Giờ chắc còn khuyến mãi thêm Zika. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để thấy cái chủng và thêm khâm phục ý chí của những người tiên phong mở đất phương Nam. Vùng này vốn chả có mấy ai ở, nên Mạc Cửu phải làm từ A tới Z hết. Ông tập hợp dân tha phương lại xây xây đắp đắp, vậy mà cũng được 7 cái thôn từ Công Bông Sơm đến Cà Mau. Mạc Cửu lại tiếp tục mở 7 sòng bài để thu tiền. Chả biết các bạn Cam có bắt chước hay không, mà bây giờ khi đi qua cửa khẩu Mộc Bài, cứ mấy trăm mét là toàn casino. Mạc Cửu không thu thuế, mọi người được tự do làm việc, thành ra dân kéo đến ngày một đông đúc. Ông kiếm tiền bằng cách thu sản phẩm người ta làm ra rồi bán lại cho lái buôn. Chỉ vậy thôi mà thì nước ngoài ra vào dộn dịp ngày đêm, tiếng vào ao ạt như nước sông Đà. Vì dùng Hà Tiên quá giàu nên cũng khiến nó gặp nhiều tai họa. Bọn Simla ăn quen mò đến cướp phá. Mạc Cửu giận quá chửi: bà nội cha cái bọn thái dúi này, ta muốn yên thân mà cũng không được. Thế là ông đầu hàng chúa Nguyễn Phúc Chu nước mình để mong được bảo kê, rồi dâng tặng hết sổ sách đất đai cho chúa luôn. Cả một vùng Hà Tiên rộng lớn, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu
chính thức trở thành lãnh thổ nước ta từ dạo đó. Nguyễn Ánh kế thừa và tiếp tục biến vùng này thành một nơi sầm uất. Về sau, ông có bị Simla gây áp lực bắt trả Hà Tiên lại cho họ Mạc tự trị, rồi lại tiếp tục bị ép trả lại Trà Vinh, An Giang các kiểu cho Cam, bla bla. Nhưng mà do ảnh hưởng của Nguyễn Ánh với miền Nam rất mạnh, đặc biệt là dân Phú Quốc đội ơn ông đánh cướp biển giùm, nên vẫn giữ vững được phần lãnh thổ này, khiến cho đất Nam Việt trước là một chỗ đất bỏ hoang, không có người ở, mà sau thành ra một nơi rất đông người và rất trù phú trong nước Nam ta. Ấy cũng là một cái công lớn của ông Nguyễn Phúc Ánh vậy. Ngày trước ngốc nghếch bị Simla lừa tình, thay vì đuổi giùm Tây Sơn, chúng nó hè nhau phá banh miền Nam, nên về sau Gia Long rất đề phòng bọn Sa Qua Đi Cạp này. Ông ra lệnh cộp gấm gia đình Lê Giang Duyệt đem một vạn quân hùng hậu tiến vào Campuchia để dằn mặt Simla. Lê Giang Duyệt đuổi được Simla rồi, cho xây thành Phnom Penh, chính thức đặt quyền bảo hộ của Việt Nam lên đất nước Campuchia. Chưa hết, Gia Long còn dự định liên minh với Miến Điện để đập luôn Simla. Nguyễn Phúc Ánh đâu còn là một thanh niên 20 tuổi thất thế của một dòng họ đã tan lụi. Ông bây giờ là hoàng đế của một quốc gia Đông Nam Á to lớn. Tại sao phải sợ? Sau này, Sim xâm lược nước ta lần hai, Minh Mạng lại tiếp tục đánh thắng 5 vạn quân của chúng để bảo vệ toàn vẹn đất nước. Những điều trên mình sẽ không ngạc nhiên nếu bạn nghe lần đầu. Căn bản vì trong trường và sách giáo khoa không hề đề cập đến. Sự tàn bạo của ông khi áp dụng các hình phạt thời Trung Cổ trả thù Tây Sơn khiến hậu thế nhiều khi có định kiến nặng nề về ông, đến nỗi xóa nhòa hết công lao nhất định của ông đối với thống nhất đất nước. Nói chung, Việt Nam dưới thời Gia Long không hề mất một tấc đất, mà lại giữ chắc được Nam Bộ, thu về Phú Quốc, Hoàng Sa, Trường Sa và các hải đảo, trở thành một thế lực hùng mạnh của khu vực. Về cơ bản, nước mình nhìn khá giống như bây giờ. Chỉ có điều không hiểu tại sao Gia Long chẳng động chạm gì đến khu tự trị người Chăm ở Thuận Thành Trấn, Ninh Thuận và Bình Thuận. Khu này phải đến thời Minh Mạng mới hoàn toàn bị dẹp và cho quan lại người Việt đến cai trị. Trong khi nước ta vẫn tiến bước về tương lai, thì lịch sử Vương quốc Champa vàng son một thời đã dừng lại vĩnh viễn ở năm 1832. Reddick, Phạm Vĩnh Lộc thực hiện, Đạt Phi.